Phượng xin kính chào quý vị hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2019. Đến với VATV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Nhạc lá Bồ Đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi Nhạc lá Bồ Đề qua câu chuyện đứa bé ăn xin quịch tiền cơm do Tú Linh và đoàn Hữu Dũng thực hiện. Tú Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện Cậu bé ăn xin, quịt tiền cơm, chuyện của Hồ Bằng. Tủ Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Một ngày nọ, sau khi hết giờ chạy trở về văn phòng, người thư ký đưa cho tôi một phong thư màu vàng, có rất nhiều tiền cùng hóa đơn thanh toán. Tôi thấy rất kỳ lạ, không nhớ nổi là đã cho ai mượn số tiền này nhìn lại trong thư tôi thấy có tờ giấy với những dòng chữ như sau tôi cuối cùng đã tìm ra được địa chỉ của anh suốt bao năm tìm kiếm tôi mới có thể đem tiền trả lại mới có thể hoàn lại ân tình hai mươi năm về trước nhớ lúc xưa tôi đã lang thang khắp nơi thường xuyên chịu đói rét một lần tôi tới quán mua một hộp cơm tôi bỏ tờ 100 đồng vào hộp, rồi nói là xin mua cơm. Lúc đó tôi nghĩ, dù có bị phát hiện đi nữa, thì dì bán cơm cũng rất hiền lành, sẽ không trừng phạt tôi. Nhưng dì cũng không phát hiện ra, tủm tỉm cười rồi đưa cho tôi hộp cơm. Sau đó, tôi bắt đầu dựa vào những gian xảo để có được bữa ăn. Tôi cảm thấy người tốt trong xã hội rất dễ bị lừa tôi thường xuyên nói dối và trộm đồ cũng may lần đó bị anh bắt gặp tôi liền nghĩ mình vậy là xong rồi bị đánh rồi nhưng tôi đã không phải chịu một trận đòn nào hết mà lại còn được anh thả đi những lời nói của anh đã bảo vệ danh dự cho tôi khơi dậy trong tôi mong muốn làm một người tốt thật sự một ngày nọ tôi ngồi co ro vì giá rét một người phụ nữ đã nhìn thấy trở về nhà mang cho tôi mấy chiếc áo sau đó tôi phát hiện ra trong túi áo có rất nhiều tiền lúc đó tôi rất đói rất muốn giữ lại số tiền này nhưng ánh mắt và lời nói của anh lại hiện lên làm tôi thay đổi ý nghĩa tôi phải mất cả ngày mới tìm được nhà người phụ nữ nọ hai vợ chồng họ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi tới trả lại tiền họ khóc nức nở ôm tôi vào lòng rồi liên tục nói tôi là đứa trẻ tốt liền khi đó họ hỏi gia cảnh biết tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ tôi thật may mắn trở thành con nuôi của họ cuộc sống từ đó trở nên tốt hơn tôi được cha mẹ nuôi thương yêu được cho đi học và ngày hôm nay, tôi đã trở thành giáo viên. Tôi lặng người, dòng ký ức năm nào trọt về. Cậu bé ăn xin của 20 năm trước. Chẳng lẽ là cậu bé đó sao? 20 năm trước, mẹ tôi có quán cơm bình dân. Tính vốn hay thương người. Bà thường làm những hộp cơm ngon và bán với giá rẻ cho những người nghèo. Vì thế, quán cơm của mẹ tôi rất đông. Ai ai cũng quý mến bà. Ngày ấy, tôi vừa tốt nghiệp đại học. Trong lúc chờ việc, tôi thường ra quán phụ mẹ bán cơm. Một hôm, khi đang bận biểu bưng cơm cho khách, đột nhiên tôi thấy một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi, mặc bộ đồ tả tơi, nói với mẹ tôi, bác bán cho con một hộp cơm tôi thấy mẹ khẽ mỉm cười, rồi đưa cho cậu bé một hộp cơm. Cứ như thế, chuyện ấy đã quá quen thuộc. Nhưng không đợi tôi trao tận tay, cậu bé đã vội giật lấy cơm, ném tiền vào hộp, rồi vụt chạy mất. Một người tỏ vẻ tức giận nói, thằng ăn mày này toàn lừa tiền cơm rất nhiều lần. Đều như vậy, nếu lần sau còn thế, thì phải dạy cho nó một trận. Tôi ngạc nhiên kiểm tra lại hộp tiền thì thấy quả thực là cậu bé chỉ đưa có tờ 100 đồng thôi. Tôi trách mẹ quá sơ ý. Bà nói: "Mẹ biết mỗi lần thằng bé chỉ bỏ vào đó tờ 100 đồng. Chỉ có điều ta cũng nên giữ đạo nghĩa. Đứa trẻ này đã mất cả cha lẫn mẹ, rất đáng thương." mẹ cũng chỉ có thể giúp nó đến như vậy thôi tôi vẫn không đồng ý nói với mẹ thật quá hiền như vậy là giúp cậu ta sao nhưng tôi chưa kịp nói xong thì mẹ đã gạt đi và không nghe nữa cứ nhất mực làm theo ý mình tôi biết rõ là dù có nói gì cũng vô ích mẹ suốt ngày niệm phật chỉ một lòng muốn giúp người khác nhưng lại không nghĩ sâu hơn ngày hôm sau cậu bé ăn xin lại tới quán cậu ta vẫn dành lấy cơm như những lần trước ra vẻ rất vội vàng và chuẩn bị ném tiền vào hộp lúc đó tôi thình lình nắm tay cậu tờ tiền ít ỏi rơi ra ngoài mọi người đều quay lại nhìn cậu bé rất bối rối xấu hổ rồi chợt khóc lúc đó tôi cười nói mua như vậy thì không đủ ăn đâu em cứ lấy cơm đi phần còn thiếu sau này hãy trả nói xong tôi thả tay cậu ra cậu bé sợ hãi cầm hộp cơm ánh mắt tràn đầy nghi hoặc tôi lại bảo đi đi anh biết rõ em nhất định sẽ trả nhớ nhé sau này phải trả cả vốn lẫn lời cậu bé đứng nhìn tôi rồi sau đó im lặng quay người đi chứ không còn chạy như trước nữa kể từ đó cậu vẫn thường đến ăn và trả vài đồng quả thực đúng là cậu bé đói khổ năm ấy đúng là trái đất tròn tôi thầm cảm thấy may mắn vì đã không vô tình hủy hoại một con người giờ đây đứng trên bục giảng chắc chắn cậu bé ăn xin năm xưa hoàn toàn có thể rộng rạc giảng cho học sinh của mình rằng hạnh phúc chỉ đến với những người thành thật một câu nói đôi khi có thể thay đổi cả số phận một con người hủy hoại hay cứu vớt một người cũng chỉ vì một câu nói một thái độ chủ quán cơm và con trai mình trong câu chuyện trên đã hành xử thật đẹp đầy đạo nghĩa cậu bé ăn mày không có tiền ăn nhưng cậu không hề ăn cắp vẫn cố gắng trả tiền, dù số đó có thể chẳng thấm vào đâu. Chủ quán đối đại với cậu bằng thiện tâm, thì cậu cũng đối đại với bà bằng sự trung thực, chân thành. Hơn 20 năm sau, chẳng ai ngờ một câu nói của con trai chủ quán cơm đã khiến cuộc đời cậu bé ăn xin năm nào thay đổi. Từ một đứa trẻ quịt tiền cơm cậu trở thành người thầy dạy cho những đứa trẻ đạo lý làm người, đó chẳng phải nhận ra rằng sự chân thật thẳng thắn mới mang lại hạnh phúc đức thật hay sao? kính thưa quý vị. Nhạc Lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Bộ liên lạc về chương trình Nhạc Lá Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lá bồ đề 2 at com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Mời quý Phật tử và quý đồng hương tham dự lễ hội quán âm lần thứ hai và hội chợ ẩm thực chay sẽ được tổ chức vào cuối tuần 30 và 31 tháng 3 năm 2019 tại Chùa Giác Sơn. Địa chỉ số 11801 Laurel Bowie Road, Laurel, Maryland 20708. Đặc biệt có khách mời Sư Cô Thích Nữ Liên Hoa và Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, tức Hoa hậu Bích Liên trước kia. Cùng các ca sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn Mọi chi tiết xin liên lạc Chùa Giác Sơn Email giácsontempo At gmail.com Điện thoại số 240-360-7454